Xin kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Vậy rồi hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của chị Thủy của chú anh chị. Mức giá chỉ từ 150.000 cho tới 250.000, 300.000 bao phí vận chuyển toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Toàn là hàng đế đẹp, đế VIP không nha cô chú anh chị. Là store trái bí nè cô chú anh chị ha, còn gắn nữa ha. Giá siêu đãi luôn cả nhà. Mong cả nhà xem được cây nào ưng mắt cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn chị Thủy nha. Không mất thời gian nữa em mà gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Vậy rồi chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay tạo lại kênh thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em mình gần xa đã xem kênh ha. Thì hôm nay tạo lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình cũng lô mai nhỏ mini để mình chơi Tết năm 2024 rất là ok nha cô chú anh chị, hoặc là về mình lấy bo để nhân giống cũng ok. Thì rồi, đầu clip hôm nay thì em vô luôn là mã 90A. 90A là một cây cúc gia đình nha. Rồi, cúc gia đình. Dạ. Đế bí cây này là được 2, 4, 6, 7 múi. 2, 4, 6, 7 múi tròn luôn cô chú anh chị ha. Tròn đều luôn nè cô chú anh chị. Đó, xuất sắc trái bí chưa? Cây cúc gia đình này thì nó liền được 90% chứ chưa được 100% nha cô chú anh chị. Còn rồi, chút nữa. Cúc gia đình thì bông chùm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này thì hoành thân nó bằng ngón tay em thôi nên em không khỏi đo hoành thân nha cô chú anh chị. Hoành cả tay út ha, cả 5 chiều cao thôi. 5, 6 ha cô chú anh chị. Nhỏ. Chiều cao nó được 49 nha cô chú anh chị. Rồi. Tán ngang thì mình được 35. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 200.000 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 91A nha cô chú anh chị. Rồi. 91A là một cây cúc cam ha. Cái này thì em ghép cái gốc phôi giường. Ba bo cô chú anh chị ha. Cái này cũng như là gốc này là gốc gốc nhớt nhưng mà cái này mình nuôi ở ngoài đất á, là mai vàng thuần á, là mình nuôi 2-3 năm rồi mình mới bứng là mình ghép ha. Hoành thân là được 6. Rồi. Chiều cao là mình được 40. Rồi. Tán ngang mình được 52. Rồi. Rồi một cây cúc cam này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250 nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 92A. Rồi. 92A là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này tàn cũng khá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Nói chung thì cái lô này thì Tết nay mình chơi Tết là chuẩn lắm nha cô chú anh chị. Cái vàng cũ nè cô chú anh chị, nguyên cũ đế nè. 1, 2, bí nha cô chú anh chị, 3 muối nha cô chú anh chị, 3 muối bí nha. Cái lô này thì nó góc bằng tay tỏ luôn á. Nó đều tông 5 ngón tay của mình nha cô chú anh chị. Có cây thì nó bự, có cây thì nó cũng hơi nhỏ. Cái cây này em ra, cây này quanh được 6,5 nha. Rồi. Chiều cao là được 72. Tán ngang là được 52. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 250.000 nha. Rồi, đợi cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 93A. Mã số 93A là một cây siêu nụ nha cô chú anh chị. Bộ đế thì hết lần với đế luôn. Cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái đế thì cô chú anh chị mình nè. Toàn bộ là đế VIP không nha cô chú anh chị. Lò xo nè, 2 4 5 vòng lò xo cô chú anh chị thấy không? 5 vòng lò xo ha. 6 vòng luôn ha. 1 2 3 4 5 6 vòng. 6 vòng lò xo. Siêu nụ nha, thì nụ rất là nhiều ha. Cô chú anh chị. Chiều cao là được 52. Cô chú anh chị mình cứ an tâm, nụ này bông này bao cho cô chú anh chị mình từ 8 tới 12 cánh nha cô chú anh chị. Tán ngang là mình được 51. Rồi. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 200 thôi nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 94A. Rồi. Rồi 94A là một cây cúc 150 cánh nha, liền thân liền cốt cô chú anh chị. Rồi cái này tàn đều đẹp luôn cô chú anh chị. Cây lá mướt mành nhìn thấy ghiền không cả nhà. Đó, cây thì đang lên nụ non nha cả nhà. Lúc này tháng này là đang vào dưỡng nụ rồi cô chú anh chị ha. Đó. Cũ nè cô chú anh chị. Đó, có cũ nha. Cũ chữ vàng. Liền cốt 100% mày. Này liền cốt 100%, hoành thân chỉ 5 thôi. Rồi. Chiều cao là được 64. Tán ngang là được 55. Rồi. Rồi cây này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 220.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 95A. Rồi 95A. 95A là một cây cúc tri kỷ nha cô chú anh chị. Cúc VIP á cô chú anh chị ha. À, cúc VIP. Cúc VIP cũng là nó, cúc tri kỷ cũng là nó ha. Củ đế lò xo 3 vòng nha cô chú anh chị. Lò xo 3 vòng ha.
Cụ đế toàn bộ lô này cụ đế là VIP VIP không nha cô chú. Cái lô này thì nó cũng bằng đều 5 cái ngón tay của em thôi nha, chứ 5 ngón tay của đàn ông thì nó hơi nhỏ hơn chút xíu. Nói chung nha. Là hoành 4 5 6 ha. Ừ. Rồi. Chiều cao được 55. Rồi. Tán ngang là được 43. Rồi. Rồi một cây cúc VIP này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 220 ngàn thôi nha. Rồi mình đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số là 96A. Rồi, siêu nụ hả bà chú? 96A là một cây siêu nụ anh cô chú anh chị. Cây này tàn quá đẹp không cô chú anh chị. Nói chung là mấy cái hàng này là siêu nụ thì bông nó cũng to rất là đẹp luôn, bông nó thì thôi. Cô siêu nụ này 8-12 cánh nha, bao cho cô chú anh chị mình bông 8-12 cánh hết, đảm bảo 100% 8-12 cánh. Bộ đế là cô chú anh chị em mình xem, đế đẹp à. Rồi. Cái này thì chiều cao là được 56. Nó cỡ bằng tay út em đó cô chú anh chị. Tán ngang là được 42. Rồi. Rồi một cây siêu nụ này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình chỉ 200 ngàn em bao phí ship nha. Rồi mình đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 97A. 97A là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Cây cúc cam này thì cái tàn nó cũng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị. Quá trời cái tàn đẹp luôn cô chú anh chị. Chín mươi bảy a ha cô chú anh chị. 97A một cây cái cục cái bí tròn đều nha cô chú anh chị. Tại nó tròn nằm luôn á. Cái cây nó dáng nó nằm hơi nghiêng tròn đều luôn, mé dưới đều có luôn cái dòng bí nó rất là đẹp. 1, nha. 2 nè, bên đây là 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 mũi bí tròn đều luôn cô chú anh chị ha. À, cây này nó hơi nằm ha, về mình sủi ăn đổ luôn cô chú anh chị, cho trái bí nó dựng lên mà nó đổ xuống rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị em mình thích muốn làm bay thì làm, muốn làm gì đó thì làm thoải mái, tại vì cây còn nhỏ mình dễ chỉnh sửa lắm. Rồi. Dạ chiều cao chỉ 40 ạ. À. Dạ tán ngang là mình được là 60. Rồi. Dạ rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 250 ngàn nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 98A. 98A là một cây cúc hoa hồng thanh tú hàng liền thân liền cốt cô chú anh chị. Cái tàn đẹp của cô chú anh chị. Bộ đế cũ có đế cũ hết. Cũ nè cô chú anh chị. Rồi tôi xin thông số luôn bà chú ơi. Hoành thì cỡ bự hoành thầy thỏ em. Chiều cao là được 72. Ừ hơn thầy thỏ em luôn á. Tán ngang mình được 55. Rồi. Dạ rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 250 ngàn nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 99A. Tiếp theo mã số 99A cũng là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi. Cây hoa hồng thanh tú này thì là đế VIP nha, đế rồng ạ. Rồi cây tàn khá là ok luôn cô chú anh chị mình. Cây nè. Cái này mình vô một cái dĩa là mình chơi Tết thôi. Năm tới năm gồng mà mình mua gồng gì mình chơi nha cô chú anh chị. Đó. Quá tuyệt đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn xâm xê kẹo tàn luôn cô chú anh chị. Lùng lực mà tàn xuất sắc luôn ha. Chiều cao được 32. Rồi. Tán ngang được là 49. Rồi. Rồi một cây cúc hoa hồng thanh tú này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 300 ngàn nha. Rồi. 300 ngàn là em bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình cũng luôn luôn yêu thương ủng hộ cho em và em rất là cảm ơn nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vợ chị Thủy nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.